của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em ơi, mình chạm tay rồi. Vui lắm mà kìa. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
mình sẽ đi vào chi tiết tò mò như vậy. Như vậy video của mình đã kết thúc như vậy. Nếu các bạn thấy hay đẹp trên like các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.